Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn chợ trời Nhật Tảo, đồ cũ lớn nhất Sài Gòn. Và bây giờ xin mời quý vị dạo một vòng khám phá rồi nha. Ở đây bây giờ đang ngồi hai bên đường bán quá trời các bạn. Từ đồ cũ tới đồ mới, đủ thứ loại. Kính thưa các loại đồ điện tử các bạn, đó các bạn nhìn thấy đó, kể cả những cái dây nịch đeo trang bị cho máy móc đầy đủ, có đồ cổ luôn. Hiện tại chợ chợ này nó nằm ở quận 11 với quận 10 các bạn. Nói chung ba cái đồ ở đây giá cả từ mấy trăm ngàn trở xuống chứ không có gì hơn các bạn. Ở đây nói chung thì cũng phải biết đồ. Có cái thoải mái nhất là các bạn vô coi cũng được, không mua cũng được ha các bạn. Đó các bạn thấy em đó, bán quá trời đất. Đồ hư, đồ xài được, đồ cũ, đồ da chai, đủ thứ loại. Có những cái gì còn xài được, có những cái không có xài được rồi đem ra để trưng bày các bạn. Các bạn nhìn thấy đó, mấy anh này ảnh đang đang trả giá cái lò mấy trăm ngàn. Đó cái lò có 300 ngàn các bạn. Đang trả giá mua về nghe đỡ ghiền. Có người thì đem ra đây bán, có người thì tới đây mua, đủ thứ các bạn. Chờ chờ mà. Thôi giờ mình đi thôi, để mấy ảnh buôn bán nha. Chợ này thì nó nằm vòng vòng ở mấy con đường Lý Nam Đế, Tân Phước với Nhật Tảo các bạn, đường Vĩnh Viễn nữa các bạn. Còn đây bán mấy cái đồ cắm sạc điện thoại đủ thứ. Nói chung là cái gì cũng có. Đó các bạn thấy mình tại đó mấy cái chân gắn máy quay camera đó. Rồi có mấy bán cũng có mấy cây thử sướng tùm lum đủ thứ các bạn. Chợ này bán đầy đủ, có thể là cũng lớn nhất như Sài Gòn hả các bạn. Không còn cái chợ chợ nào bán đồ nhiều bằng cái chợ này các bạn. Thường thường thì tập trung giờ cao điểm là lúc 11 giờ là vui nhất các bạn. Sao ngộ lắm mà lúc 11 giờ ra buôn bán quá trời lắm. Hiện tại mình đang trên con đường Lý Thường Kiệt các bạn. Giờ này cũng 11:05 các bạn.
Ở chỗ này thì bán đồ tivi, đồ mới, đồ cũ, đồ tân trang, đồ sửa lại, đủ loại các bạn. Có đồ mới, có đồ cũ, có. Đó, mấy cái lò karaoke đó. Giờ mình quẹo vô vòng khám phá tiếp nha. Đường này đường Nhật Thảo các bạn. Đó có chú này bán đó thoải mái, cái nồi cơm điện chú dễ lắm, mua cũng được mà coi xem chơi cũng được, chú cười hề. Lâu lâu mình đi vòng khám phá cái chợ này cũng vui. Chắc trưa này chờ nắng nóng đổ mồ hôi luôn các bạn ơi. Ở phía bên đây là bán đồ mới có, đồ cũ có nè, lo âm ly, đồ máy gì đủ thứ. Có nhiều người ta mua mấy cái đồ cũ về trưng bày cũng đẹp các bạn, xài không được nhưng để trưng giống như đồ cổ. Hiện tại ngay khu này như là phường 7, phường 7 quận 11. Có nhiều người ta cho là cái chợ này chợ rác. Chợ rồi chợ rác thì đủ thứ. Nếu các bạn thấy cái tòa nhà đó là trung tâm thương mại điện tử Nhật Thảo các bạn. Đồ mới đồ ấy là cửa hàng nghiêm chỉnh vô đó hết trơn, còn ngoài là chợ chợ.
Video đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại ở chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Trân trọng kính chào và tạm biệt. Bye bye.